Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thi Thi. Chúc cho quý vị luôn có những ngày bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật một số thông tin trong ngày. Góc Minh Oan, Jack lên tiếng chỉ trích mẹ con của KICM, trả lại công bằng cho gia đình tôi. Đến thời điểm này thì mối quan hệ giữa Jack và KICM và mẹ nuôi đã chính thức chấm dứt. Có thể thấy là từ trước đến nay toàn bộ scandal của Jack đến từ việc liên quan đến việc quân AP hay là thái độ làm việc đều do quản lý gây ra. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Jack đã chính thức lên tiếng sau câu chuyện mâu thuẫn với ekip của KICM suốt nhiều tháng qua. Nội dung của Jack chia sẻ như sau. Jack cầm cự chỉ chờ thời khắc này, cầm chiếc điện thoại lên, hòa vô Jack, Jack viết chưa xong và bài hát trong MV các bạn vừa xem là phần nhạc demo của bài hát. Jack chưa thu âm và bè cũng chưa hoàn thiện lyric, lo cho Jack lắm đúng không? Yên tâm, không khóc nhé. Mọi việc sẽ sáng tỏ khi Jack hồi phục sức khỏe. Đóm ơi, mình xin lỗi vì im lặng. Họ lấy của các bạn bao nhiêu nước mắt, Jack hứa sẽ lấy lại cho tất cả các bạn. Mình không cần gì cho bản thân mình lúc này, phải trả lại công bằng cho gia đình và fan của tôi. Như vậy có thể thấy những đồn đoán trong thời gian qua về mâu thuẫn giữa Jack và công ty quản lý là có thật. Cộng đồng fan của Jack truyền nhau thông tin rằng nam ca sĩ 9X bị bóc lột sức lao động, quản lý cát xê và bị đối xử bất công. Theo một số thông tin, Jack yêu cầu nhắn cát xê cao hơn KICM nhưng mà không được đáp ứng. Không những thế, tên của anh luôn bị đặt sau KICM. Sau bài đăng thì nhiều người trong số đó đã đứng ra bành vực bảo vệ cho Jack trước những bất công. Đặc biệt, Thái Vũ là một thành viên của nhóm hài Pháp TV đã giống Jack tuyên bố rằng sẽ tung đoạn clip làm sáng tỏ mọi chuyện, đồng thời khẳng định Jack bị bắt nạt. Hiện tại nhiều người đang chờ đợi đoạn clip từ Thái Vũ xem thực hư mọi chuyện ra sao và liệu rằng mối quan hệ của Jack và KICM có thực sự đang xảy ra mâu thuẫn hay không. Nhìn lại chặng đường nổi tiếng của Jack có thể thấy rằng việc anh bị tố kêu chảnh không ngồi chung sâu với quân AP đều là do quản lý hai bên có thù hằn. Ngoại hình kém sắc hơn KICM lại liên tục vướng scandal thái độ làm việc của ekip nên vô tình Jack trở thành mục tiêu bị ném đá. Bản chất tất cả những thị phi mà Jack gặp phải đều đến từ ekip của KICM và người mẹ nuôi thích thể hiện quyền lực. Jack và KICM là bộ đôi nghệ sĩ nổi lên trong năm 2019 với hàng loạt những ca khúc đình đám được giới trẻ yêu mến như Sóng Gió, Hồng Nhan, Bạc Phận, Em Gì Ơi, Việt Nam Tôi. Tưởng chừng như cả hai sẽ cùng cộng tác lâu dài với tình cảm bền chặt để cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới đến với người hâm mộ, thì thông tin bất hòa mâu thuẫn xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của mình ở phần bình luận phía bên dưới.